Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Và hiện tại thì mình lại đang có mặt trên cửa hàng xe máy cũ Văn Minh nha các bạn. Và hôm nay thì mình tiếp tục lên cửa hàng để mình quay cho tất cả các bạn xem về dòng xe cũ nha. Và đặc biệt ở đây các bạn, mình đã dắt ra đây chiếc xe Sonic đó, phiên bản Racing, để mình quay cho tất cả các bạn xem nha. Đây là chiếc xe cũ nha các bạn. Ở đây thì còn các dòng xe như là Exciter 150 đó, Exciter 135, rất là nhiều các bạn. Đó, thì hôm nay thì mình quay chiếc Sonic thôi. Còn lại thì các bạn nào mà thích dòng xe nào thì bảo mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Đó, Winner này 27 triệu 3 sang tên. Các dòng xe như là Exciter thì có giá từ 23 đến 25 triệu. Các bạn còn đời mới hơn thì có thể là có giá từ tầm 30 hoặc là hơn nhá. Nói chung là tùy đời và tùy từng chiếc đẹp hay xấu nhá. Đó, giá nào cũng có. Các bạn nào thích có thể đến trực tiếp bên cửa hàng nhá. Cửa hàng ở thị xã Azunba, tỉnh Gia Lai nha các bạn. Đó, thì mình rất là hay quay xe ở bên cửa hàng. Đấy các bạn, và hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem chi tiết về chiếc xe Sonic này để các bạn có thể tham khảo thông qua clip của mình nha. Rồi, đây. Đây là chiếc xe Sonic. Phiên bản này là phiên bản Racing đặc biệt nha các bạn. Đó, chiếc xe thì được nhập khẩu nguyên chiếc nha. Sonic thì chắc chắn các bạn cũng đã biết rồi. Đó, cục máy thì cũng DOHC. Hộp số là 6 cấp nha các bạn. Trọng lượng của chiếc xe này là 113 hay là 114 kg nha các bạn. Đó, còn công suất động cơ của nó là trên 16 mã lực nha. Đây, về kiểu dáng thì nó khác hơn so với Raider Sachia. Đó, về giá bán mình cập nhật luôn nha. Chiếc xe Sonic này ở phiên bản Racing này hiện tại đang có giá là 45 triệu nha. Đó, mức giá 45 triệu thì mình thấy là rẻ hơn so với phiên bản xe mới cũng tận gần 20 triệu nha các bạn. Đó, thì các bạn có thể mua một chiếc xe cũ như này nhưng mà còn rất là ngon. Tí nữa mình sẽ nổ cho bạn. Các bạn nghe tiếng máy nha. Chiếc xe này thì vẫn là zin hoàn toàn nha các bạn. Zin hoàn toàn luôn. Chưa có độ chế gì. Đó, xe zin thì các bạn mua về chỉ việc chạy thôi. Nói chung là bên cửa hàng bao các bạn là zin 100% nha. Về mức giá này thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm rồi. Bên cửa hàng bán thì các bạn khỏi phải lo việc bung máy này kia nha. Đây các bạn, nói chung là cũng không chảy chụa gì, nói chung là như mới nhá. Đó, mình quay các bạn là xem một chút về những cái chi tiết trên xe này rồi mình sẽ quay cho các bạn là tiếng nổ nha. Đây các bạn, đĩa trước của chiếc xe này rất là to này. Đĩa to thì nó sẽ tạo cảm giác nó an toàn nha các bạn. Đây, cái hành trình thắng nó sẽ an toàn hơn. Đó, theo một vít các bạn, Nissin. Rồi, tiếp theo mình sẽ quay các bạn xem về cái chi tiết mặt đồng hồ của xe các bạn. Đây, bên tay phải vẫn có nút khởi động này. Đó, bật đèn cốt pha xiên trái phải. Và mình sẽ khởi động cho các bạn xem nha. Đó, đồng hồ đấy các bạn. Đây, đồng hồ của xe đây. Giống với chiếc xe Supra GTR nha. Đó, mình sẽ khởi động các bạn xem. Đây các bạn, đây nghe tiếng máy. Rồi, nghe rất là phê. Đây là tiếng động cơ của chiếc Sonic này. Đó, mình thấy chiếc xe này kiểu dáng nó rất là đẹp nha các bạn. Nó thon gọn, nó cao, cảm giác nó rất là chắc chắn nha các bạn. Các bạn khi các bạn mà ngồi lên chiếc xe cảm giác rất là chắc chắn nha. Đây, đây là cái bô xe. Đó, KH này các bạn này, bô zin nhá. KH M56 này, in này. In 1 là Indonesia này các bạn. Đó, nói chung là chiếc xe này thì vẫn zin toàn tập, các bạn khỏi lo luôn nha. Máy nhập khẩu. Chứ mà chiếc xe này được nhập khẩu nguyên chiếc nha các bạn, chứ không phải là lắp ráp tại Việt Nam đâu. Các bạn cũng đã biết rồi, mình cũng đã quay xe mới rất là nhiều rồi. Racing, đây các bạn. Phiên bản là Racing nha. Đó, chiếc xe này thì các bạn cũng đã biết rồi. Đó, 45 triệu. Chúng ta về mức giá này rẻ hơn gần 20 triệu. Mình sẽ quay cho các bạn rất là chi tiết về cái phần mâm trước của xe nha, cũng như là lốp của xe nha. Đó, vì sao mình nói là chiếc xe này zin hết, bởi vì cái lốp nó còn zin nha các bạn, nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm nha. Đây, mình sẽ quay các bạn một vòng về mâm chiếc xe này để các bạn biết chiếc xe này nó ngon đến cỡ nào. Đây các bạn, đây là Maze Indonesia. Đó, có nghĩa là cái lốp của chiếc xe này vẫn là nhập khẩu theo cái mâm cũng như là theo chiếc xe này luôn nha. Đó, thì các bạn có thể là không biết thì các bạn có thể xem này, cái lốp này vẫn ghi là Maze Indonesia. Đó, chiếc xe này được nhập khẩu nguyên chiếc đến cái lốp trước sau cũng chưa thay nha các bạn. Đó, và cái trên cái mâm xe vẫn có ký hiệu của Maze Indonesia nha. Đó, đây các bạn, mình quay các bạn xem về phần cổ bô này. Đó, cổ bô của chiếc xe này cũng nói chung là vẫn còn đẹp, chưa có vàng nha các bạn. Đó, cổ bô zin, chưa có sơn gì luôn. Nếu mà sơn lại nó sẽ màu đen thui nha các bạn. Đó, đây là cái phần đây, ốc của xe này. Nói chung là nó cũng còn rất đẹp nha các bạn. Bởi vì đây là phiên bản Racing, phiên bản đặc biệt nha các bạn. Và có mức giá là 45 triệu thì rẻ hơn xe mới rất là nhiều rồi. Và zin toàn bộ luôn. Đó, nói chung là dòng xe này thì nó cũng không có mất giá nhiều nha các bạn. Đây, cần số zin 2 chiều nha các bạn. Cần số 2 chiều, nói chung là dòng xe Raider Sachia Sonic thì cần số zin của nó đều là 2 chiều nha. Các bạn có thể thay cần số 1 chiều
Đó. Mình thì nếu mà như mình là mình sẽ thay cần số một chiều, hay là các bạn cắt cái này đi. Đó, tùy đều được nha các bạn. Đây. Các bạn thấy không? Nói chung là nó còn rất là đẹp các bạn, chưa có chảy xước bất cứ một cái gì luôn. Kể cả lốp sau cũng như vậy nha các bạn. Đây, lốp sau vẫn là Maze Indonesia nhá. Thì mình sẽ quay cho các bạn cùng xem luôn nha. Đó, đây. Mâm xe, lốp xe vẫn là, nói chung là chiếc xe này hiện chưa rửa cái mâm nên nó hơi bẩn nha các bạn. Nói chung là rửa lên thì chiếc xe này đẹp lắm. Đó, cái phục sau là màu đỏ nhá. Đó, cái dàn áo chiếc xe này vẫn là zin hết luôn. Đó, mình sẽ nổ lại cho các bạn nghe tiếng máy nhá, bởi vì hồi nãy mình nổ rồi, bây giờ thì nổ lại lần nữa nhá. Đây, đồng hồ rất đẹp luôn. Đây, động cơ, các bạn nhất là tiếng động cơ nha các bạn. Tiếng máy chiếc xe này thì vẫn rất là êm, chưa có bất cứ một cái tiếng giọng nồi hay gì đâu nha các bạn, bởi vì chiếc xe này còn rất là mới. Các bạn nghe. Đó, mẫu xe côn tay rất là cứng cáp chắc chắn. Đây, phần đầu xe đây. Đó, đầu xe này nó cũng giống với lại Rider Sachia nha các bạn, nó khác về mặt đồng hồ. Đó, phiên bản nhập khẩu thì đèn nó sẽ sáng suốt các bạn, nó không tắt được nha, nó không có tắt được. Đó, xe nhập khẩu thì thường thường đều là như vậy nha các bạn, như là Video Sonic Sachia nhập khẩu đều như vậy nha. Các bạn thấy không? Đó, rất là phê. Nghe tiếng bô là rất là lực, các bạn nghe là muốn mua liền đúng không? 45 triệu nha. Xe mới nó phải trên 60 triệu, nói chung là một chiếc xe với mức giá này cũng rất là đẹp đấy các bạn. Đó, đỏ trắng phiên bản Racing đặc biệt. Máy móc ngon, nói chung là zin từ cái lốp là các bạn biết rồi đây các bạn này. Các bạn thấy cái lốp nó còn gai này. Đó, là các bạn biết là chiếc xe này còn ngon như nào là không phải các bạn bình luận bảo là giá cao đâu nha, bởi vì là các bạn biết là đến cái lốp nó còn zin luôn mà nó còn chưa mòn. Thì các bạn biết là chiếc xe này nó cũng như mới rồi đúng không? Nó không có khác gì một chiếc xe mới cả. Nhưng mà các bạn sẽ rẻ hơn được cả hàng mười mấy 20 triệu. Đó, đây các bạn. Đó, máy móc nói chung là vẫn còn rất đẹp nha. Đây, phía trước của xe này. Đó, phía trước của xe neo dầu Nissin này. Đó, nói chung là xe bên cửa hàng mua các bạn là sẽ được bao các bạn luôn, là tất cả mọi thứ đều zin nha. Đó, với mức giá là 45 triệu thì mình thấy giá như vậy là quá là ok, các bạn muốn sang tên ở đâu cũng được nha. Đó, bên cửa hàng có rất là nhiều dòng xe này, như là Winner, Exciter V1 này, Exciter 135 thì giá 16 triệu cũng có này. Đó, 16 triệu cũng có, còn phiên bản 2010 thì giá nó khác nhau các bạn. Nó mà zin thì chắc phải 40 triệu hay là có thể hơn, hoặc có thể là ba mấy triệu nha. Nói chung là nhiều thể loại nên mình không có cập nhật giá nó chính xác được. Đó, còn Exciter 150 thì từ mức giá 2-3 triệu là các bạn có thể có rồi. Còn đời mới thì nó sẽ giá cao nha. Nhưng chiếc xe này này, nó giá cao thì có thể nó giá tầm độ 30 triệu có thể hơn nha. Đó, bởi vì chiếc xe đẹp thì nó sẽ giá khác, còn các bạn chiếc xe nào mà nó cũ thì giá nó khác nha. Đây, còn Sonic nha các bạn. Đầu đèn này, đầu đèn nó sẽ khác này các bạn. Nó nhìn nó rất là hầm hố này. Mình rất là thích cái phần đầu đèn của chiếc xe Sonic này. Với cái phần đuôi sau nha. Mình thích cái phần đuôi sau của chiếc xe này, các bạn thấy không? Đó, nó vút cao lên, nó tạo cảm giác chiếc xe này rất là khỏe khoắn. Nó không giống như phiên bản Rider, cái phần đuôi sau nó thấp thấp nha. Đó, nhưng mà kiểu dáng thì vẫn là một câu chuyện muôn thuở. Các bạn thích thì nó sẽ đẹp, và các bạn không thích thì nó sẽ xấu. Nên là mình không bao giờ mình nói cái chuyện xấu đẹp ở đây. Đây, các bạn thấy không? Đẹp không? Đó, ngồi lên thì rất là phê, và rất là cứng cáp nha. Đó, yên xe đây. Các bạn thấy không? Tiếng máy nổ thì thì thầm như chó thở. Đây. Sonic với cái mức giá là 45 triệu, xe như mới, lốp vẫn còn zin luôn. Thì các bạn cũng đã biết là chiếc xe này ngon cỡ nào rồi. Đó, các bạn nào mà muốn mua có thể đến bên cửa hàng nhá. Cửa hàng xe máy Văn Minh ở thị xã Azuba, tỉnh Gia Lai nha. Rồi, và clip này thì mình sẽ làm đây thôi cho các bạn. Các bạn thích dòng xe nào ở bên trong này thì các bạn comment nhá, mình sẽ quay cho các bạn xem chi tiết luôn như chiếc xe này luôn, để các bạn có thể mua và tham khảo nhá. Rồi, mình sẽ kết thúc video ở đây.